chiếc chậu nhì khiếp cần ón pi của đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội và chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã xài căn mà tỷ kéo vạn lý khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, khe quét tọn thom nhùng nháp. Việc hách nâng, bao hách kèo vằn tăng tỷ già, xài căn ngòi trướng tâm liên cốc nặng, ngòi trướng tỷ kinh tỷ rú sơ khoáng bí nảy. Tổng khí phước tấn, xin chơ tấn hua chùa con, hách ký việc đây nhạc của xám ón, tòng cọp công sành ón pi, hách ký việc đây trướng chấp thành phố Lạng Sơn thêm đây nhạc. Hưởng tháng hành động vì môi trường năm 2021 thì liên chi đoàn sóng mục đích hưởng ứng văn môi trường tỷ xa văn nảy đoàn viên liên cơ sở đoàn vì hà rú nảy thay xây căn quét tọn thom nhùng nhác mong lòng ngờ trường quá việc hết nảy tứng đoàn viên sẽ mưa cả cha trơn xây căn kiên rú tư quét tọn tỷ rú thơ thoáng rác thải ở khu vực ngầm thác Trà. Văn tăng tỷ già xài căn ngòi trướng tâm linh cốc nặng, ngòi trướng tỷ kiên tỷ rú sơ khoáng đầy lần triệu cần, rú bát lai nước khóp tỷ già lồng khiếm hết. Rú Việt Nam, ký bi đã quá, chính phủ xài ký bộ ngành, ký tỷ phương, xương si rộng việc cần dân, xài căn ngòi trướng tâm linh cốc nặng, ngòi trướng tỷ kiên tỷ rú hử kheo sơ đêm nhạc, bằng ký việc hát xáy, vận cả tọn tạp và thong nhũng nháp. Pi nể ký cần ón pi đã giải căn quét tọn, thong nhụng nháp, tỏi song bảng tàng tỷ lý cái hình, tứ kéo vạn lý thân tỷ tàng biạc hưởng tàng văn vị, và tàng tứ trung tâm hồi sàng hữu cần mì công, thân tỷ đại đội công binh, hà bác, chất tiếp hốc. Nhụng nháp đẩy thom mà xe khẩu tỷ nâng, xe ao bê bông. Lăng sử song giờ ký cần ón pi đã quét tọn thom đại lý bác, cân nhụng nháp, hết thử tỷ tàng nảy, ngồi han chăn sơ khoáng đê mẹc. Vong lầu xài căn quét tọn xuống tàng văn vị, nảy la việc hết đi và ý nghĩa tay sóng vong lầu, leo đẩy tuyên truyền quảng khóp thân ký đoàn viên, lầu sẽ xưng ly tham gia quét tọn tàng hơn thêm. Khung cảnh thì rất là đẹp nhưng mà cái vấn đề ý thức vứt rác của mọi người thì phong cảnh xuống nỉ chăn đây lai tọ lai cần bánh mì thêm chơi ngòi trứng quanh nhùng nháp vừa phải nhất ra trang thì phát bình covid tiếp cầu nỉ lầu hăn xuống nỉ quanh lai viếng xà bát mọi cần leo giường trung thêm chơi ngòi trứng ký tỷ xuống đây thêm giữ gìn và bảo vệ môi trường trong sạch hơn. Ký pi sở nảy ký cần ón pi của đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội và ký cần ón pi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn dùng khi cáp hạp tọn và thom nhũng nháp, rú lai tỷ, có phấn ngòi trướng tâm linh cốc nặng, ngòi trướng tỷ kinh tỷ rú, ngòi trướng tàng háng bàn còn sơ kháng đề nhạc, đồng khi nhằm tước tính ăn sim, tính cua chùa con, hết ký việc đề nhạc của xám ón. Thời gian qua đối với chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn thì đã quá chi đoàn đài đã mì lai việc hết bao xây căn cọp công thành hồi chứng tỷ rú thơ quáng vong lầu đã cắp sóng ký chi đoàn bằng sạo quét tọn xuống tòi ký kha tàng cải ký tỷ lai cần khay ký việc hết khẩu trong phần hàng tuần quán nghỉ vong lầu ngự trưởng tuyên truyền thân lai cần dân the xây căn quét tọn tỷ rú thơ thoáng đêm nhạc ngày chủ nhật xanh. Việc le và bông dụng nhát với chúng tỷ, chăn hết làm xá tỷ kim tỷ rú, hết sẩm tâm liên cốc nặng, hết mỹ đây hữu sàng cần. Vì vậy mọi cần dân lầu bần lồng khiêm ngòi trướng tỷ kim tỷ rú, tọn tập tu sườn bàn còn tỷ rú của lầu hữu sơ đây, thong dụng nhát khẩu tỷ nâng, có phấn xài căn ngòi trướng tâm liên cốc nặng, kheo sơ, đêm nhạc.